bắt đối tượng chiếm dụng tài khoản Facebook lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Triệt phá đường dây lừa mua bán người sang Campuchia cho các động mại dâm. Khoảng nửa triệu lao động tại các nhà máy ở tỉnh Bình Dương không về quê ăn Tết. Quý vị khán giả đang theo dõi Chuyện Trưa 12 giờ, Nhật Trường và Hoàng Ngân rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong buổi trưa hôm nay, ngày 6 tháng 1. Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thì các học sinh trường công lập tại thành phố không phải đóng học phí học kỳ 2, nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố. Đây là tin vui cho các bậc phụ huynh, nhất là những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Còn bây giờ, xin được bắt đầu chương trình với những thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý. Trong đó có những mánh khóe lừa đảo sẽ được phơi bày, giúp người dân có thể cảnh giác hơn, đặc biệt là trong dịp cuối năm. Chiêu thức lừa mượn tiền qua Facebook vốn đã rất cũ, người dùng mạng xã hội hầu như cũng đã cảnh giác trước những tin nhắn nhờ chuyển khoản, mượn tiền của bạn bè và người thân một cách đột xuất. Tuy nhiên, đối tượng Phạm Vũ Quang Trường, 20 tuổi, tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, vẫn với chiêu thức này đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng, nạn nhân của Trường ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trường được công an xác định là đối tượng sử dụng công nghệ chiếm dụng hơn 400 tài khoản mạng xã hội Facebook để lừa đảo. Trước đó, công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn tố giác của chị Kỳ Diệu Quỳnh, 27 tuổi. Ngày 30 tháng 10 năm 2021, chị Quỳnh nhận được tin nhắn mượn tiền từ Facebook một người quen ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau đó, chị Quỳnh đã 3 lần chuyển khoản với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Khi chuyển tiền xong, chị Quỳnh liên lạc với người quen thì tá hỏa biết rằng người này không mượn tiền và hiện tại Facebook không đăng nhập được. Sau khoảng 2 tháng tích cực điều tra, công an đã làm rõ và bắt giữ được Phạm Vũ Quang Trường tại tỉnh Tiền Giang rồi di lý về tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu Trường khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên tự lên mạng Internet tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ Facebook như quảng cáo bán hàng, hỗ trợ tăng like, follow, comment, lấy lại tài khoản, quên mật khẩu để thu tiền phí. Khi khách hàng có nhu cầu và đồng ý với mức phí Trường đưa ra thì đối tượng liền yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân. Từ đó, Trường chiếm dụng luôn quyền sử dụng Facebook rồi mạo danh người dùng, nhắn tin cho bạn bè, người quen của chủ tài khoản để vay, mượn tiền. Cùng với việc bắt giữ Trường, công an đã thu giữ hơn 600 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 3 máy tính, 9 thẻ ATM cùng nhiều tăng vật có liên quan. Vụ việc đang được công an Đắk Lắk mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước nhu cầu tìm kiếm việc làm của các lao động trẻ, nhiều đối tượng đã lợi dụng để dụ dỗ, lừa đảo sang Campuchia làm việc, nhưng thực tế là bán vào các động mại dâm. Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã triệt phá thành công 2 đường dây mua bán người sang biên giới Campuchia. Sau đây là chiêu thức của bọn chúng để dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin vào lời rao việc nhẹ lương cao. Đường dây mua bán người mới bị bắt do Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1998 cầm đầu, Lộc Thị Luân, sinh năm 2001 và Ngô Nguyễn Đông Khoa, sinh năm 1969. Chỉ trong vòng 1 tháng 12 vừa qua, các đối tượng nói trên đã cấu kết dụ dỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ Việt Nam bán hàng cho một số đối tượng ở Campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm và các cơ sở karaoke, massage trá hình. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là đăng nhiều bài viết với nội dung tuyển nhân viên làm việc tại casino sòng bạc, game trực tuyến trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo nhằm thu hút những thanh thiếu niên đang tìm kiếm việc làm. Sau đó, các đối tượng tiếp cận, dụ dỗ, hứa hẹn đưa các nạn nhân qua Campuchia làm việc nhàn hạ lương cao từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Trước đó, ngày 28 tháng 12 năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã triệt phá thành công chuyên án tổ chức mua bán người qua Campuchia để hoạt động mại dâm, bắt giữ 4 đối tượng. Đường dây này do đối tượng Phan Thị Kim Huệ, 44 tuổi, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cầm đầu. Ai cũng có nhu cầu kiếm tiền, song đừng để mình mắc bẫy của các đối tượng buôn người thưa quý vị, bởi không có việc nào gọi là việc nhẹ mà lương cao cả. Thưa quý vị, trong lúc hai đứa trẻ đang học trực tuyến thì kẻ cướp xông vào đe dọa, lấy đi thiết bị học của các em, đó là chiếc iPad. Vụ việc xảy ra tại Biên Hòa, Đồng Nai khiến nhiều người không khỏi lo lắng và bất bình. Các bậc phụ huynh cần lưu ý trong việc bảo vệ con trẻ khi để các em ở nhà mà không có người lớn trông coi. Cụ thể, khi bé trai 7 tuổi đang học trực tuyến với cô giáo qua máy tính, thì bất ngờ cửa phòng trò có tiếng đập phá mạnh kèm theo tiếng người quát lớn, dọa nạt, bắt đưa điện thoại. Lúc này, bé trai nói rằng mẹ cháu cầm điện thoại đi làm rồi. Khi tính cướp phá cửa chính không được, đã vòng qua cửa sổ dùng gậy phá cửa, chỉ thẳng vào mặt hai đứa trẻ. Hai anh em hoảng sợ, khóc trong vô vọng. Trước sự hung hăng và lời đe dọa của tên cướp, bé trai đành phải đưa iPad cho hắn. Hành xử xong, tên cướp bỏ đi. Hai đứa trẻ ở trong phòng khóc thét, rồi nhìn lên camera cầu cứu mẹ.
một người phụ nữ đến cửa hàng bán đèn vờ hỏi mua đồ, thấy chủ tiệm không để ý liền trộm điện thoại trên bàn trị giá khoảng 20 triệu đồng. Toàn bộ vụ trộm đã được camera an ninh ghi lại. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ ngày hôm qua, 5 tháng 1, hai đối tượng gồm một người phụ nữ và một người đàn ông cùng ngoài 50 tuổi chạy xe máy đến cửa hàng bán đèn trang trí của chị Trần Thị Năm, 27 tuổi, nằm trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, người đàn ông đứng ngoài cảnh giới, người phụ nữ đi cùng tiến vào lân la, sau đó hỏi chị Năm về các sản phẩm tại cửa hàng nhằm đánh lạc hướng. Ngay lập tức, người phụ nữ nhanh tay giấu chiếc điện thoại của nạn nhân đang để trên bàn vào người, sau đó nhanh chóng rời đi cùng đồng bọn. Vài phút sau, chị Năm mới phát hiện tài sản của mình bị mất. Tuy nhiên, kẻ trộm đã tẩu tán khỏi hiện trường. Bình Dương hiện có khoảng 1,2 triệu công nhân làm việc tại các nhà máy, trong đó 85% người ngoại tỉnh. Và theo thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, năm nay có khoảng nửa triệu lao động làm việc tại các nhà máy, chọn ở lại Bình Dương ăn Tết. Theo khảo sát của các cấp công đoàn tỉnh, công nhân chọn ở lại vì e ngại dịch còn phức tạp, số khác bị giảm, mất thu nhập do ngừng việc kéo dài. Liên đoàn Lao động kiến nghị chính quyền tỉnh dành khoảng 12 tỷ đồng giúp đỡ, mỗi người được nhận 500.000 đồng. Công đoàn sẽ chi hơn 190 tỷ đồng tiền mặt, hỗ trợ gần 640.000 lao động, mỗi người nhận 300.000 đồng. Dịp Tết Nguyên đán 2022, đa phần doanh nghiệp trên địa bàn thưởng người lao động một tháng lương. Trong đó, 24.000 người hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi khi Tết đến xuân về thì những cây kiểng, trái cây độc lạ luôn được săn đón. Đây cũng là dịp để bà con nông dân tại Đồng Tháp trổ tài tạo hình cho nông sản hay sưu tầm giống cây mới để phục vụ thị trường Tết. Sau đây là một số sản phẩm độc đáo để đón Tết Nhâm Dần mà chúng tôi ghi nhận được. Bưởi Tiến Vua ghép quýt hồng là sản phẩm kiểng chưng Tết lần đầu tiên ra mắt của một lão nông ở xứ Quýt Hồng, Lai Vung. Bưởi Tiến Vua được trồng 3 năm rưỡi thì cho trái. Trái chín có màu đỏ gất lạ mắt. Hương thơm đặc trưng, mang ý nghĩa cầu mong năm mới may mắn, sung túc. Tuy mới thử nghiệm khoảng chục chậu, nhưng bưởi ghép quýt của lão nông Hà Thanh Hồng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Ngoài ra, ngày Tết, vườn nhà ông Hồng còn tràn ngập sắc vàng của những chậu bưởi diễn xum xuê trái. Bưởi diễn là loài cây đặc sản của Hà Nội. Bưởi diễn chín có màu vàng rực tượng trưng cho tài lộc nên luôn được săn đón. Mỗi sản phẩm có giá dao động từ 1,5 tới 2,5 triệu đồng. Thấy cái cây bưởi không thì nó cũng thường, rồi mình sẵn có quýt đây mình ghép vô cho nó có cái độc lạ một chút. Những cành ở ngoài thì trái bưởi, còn ở trong thân rồi mình để trái quýt ghép vô cây bưởi, trái nó to lắm. Đây là những trái bưởi da xanh hình thỏi vàng, hồ lô, giọt nước với điểm nhấn là chữ nổi tài lộc hay hình tượng Phật, lá bồ đề của anh Nguyễn Văn Hoàng. Năm nay anh thử nghiệm thêm nhiều màu sắc trên trái bưởi để sản phẩm chưng Tết bắt mắt hơn. Hiện tại, 350 cặp bưởi tạo hình của anh Hoàng đã có khách hàng gần xa đặt mua hơn một nửa. Giá của mỗi cặp bưởi là hơn 1 triệu đồng. Sau nhiều lần thất bại, người nông dân 8X ở Lấp Vò đã thu về những quả ngọt. Trong phẩm giọt nước bồ đề, hình tượng Phật là chữ Ấm Mani. Đó là cái cách mới của anh đưa vào năm thị trường năm 2022 này. Thì năm nay thì được ngoài miền ngoài người ta ủng hộ thêm, số lượng cũng hơi lớn. Đó là một cái tin vui và làm cho anh cũng có động lực nó phấn khởi hơn nữa. Dịp Tết Nguyên đán, nhiều loại trái cây độc lạ đã mang lại nguồn lợi gấp nhiều lần cho nhà vườn, góp phần nâng cao giá trị nông sản. Chính sự tìm tòi sáng tạo của những người nông dân, nhiều mặt hàng nông sản đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang nhiều ý nghĩa tốt lành cho năm mới. Nhiều người điều trị viêm mũi, xoang chưa hiệu quả, chưa dùng đúng thuốc, đủ lộ trình khiến bệnh dai dẳng, khó chịu. Thuốc thảo dược thông xoang tán Nam Dược điều trị viêm mũi, xoang cấp và mạn tính, ngăn ngừa tái phát. Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cotri Pro dùng cho người bị trĩ nội, trĩ ngoại với các biểu hiện chảy máu sau buổi trị đau rát hậu môn. Cotri Pro với thành phần Slipperium nhập khẩu từ Hoa Kỳ hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, giảm các triệu chứng của trĩ. Sản phẩm hiện có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Game Boy Sodamix nhập khẩu nguyên hộp từ Pháp, dùng tốt cho những người bị viêm da cơ địa, chàm ngứa, tổ đĩa. Sodamix giúp giảm nhanh các triệu chứng ngứa, sưng sùi, bong tróc da và ngăn ngừa tái phát viêm da hiệu quả. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Ngày đầu con chào đời non nớt. Huggies bọc kén con tầm 360 mới, tải dán lọt lòng với lớp đệm mềm thoáng cho chân thun và lưng bụng mềm mại, bảo bầu con êm mềm nhất từ ngày đầu tiên. Alifast mới ngay mạnh hơn với Power Dương và Tống Biện Pháp hỗ trợ đẩy nhanh quá trình sản sinh testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và tăng cường sinh lực nam giới. Alifast mới sinh lực sung mãn, phong độ bền lâu.
Thưa quý vị, chiến lược chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố Hồ Chí Minh đang ngày được nâng cao hơn và không thể không kể đến sự đóng góp của các cơ sở y tế tư nhân. Đặc biệt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, các cơ sở y tế tư nhân đã hỗ trợ rất tích cực trong việc đảm bảo sức khỏe của người dân. Các đơn vị này không chỉ nổi bật về hệ thống cơ sở vật chất hiện đại mà còn có nguồn nhân lực dồi dào kinh nghiệm. Và bên cạnh đó, việc không ngừng chuyển giao công nghệ, tiếp thu những kỹ thuật y học tiên tiến từ nước ngoài đã giúp cho các cơ sở y tế tư nhân luôn đảm bảo về chất lượng điều trị, góp phần thay đổi diện mạo ngành y thành phố. Thành lập từ năm 2003, FV là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên được xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện có khả năng tiếp nhận 1.500 lượt bệnh nhân mỗi ngày với hơn 30 chuyên khoa, 150 bác sĩ, khoảng 10% bác sĩ nước ngoài và 250 điều dưỡng. Sau gần 20 năm thành lập, bệnh viện trở thành một trong những điểm sáng của lĩnh vực y tế tư nhân về việc tập trung chăm sóc người bệnh với nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chúng tôi đã xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị chất lượng dịch vụ cao cấp, an toàn hiện đại và hướng về chất lượng phục vụ, cũng như linh hoạt ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trên thế giới liên tục. Chúng tôi cũng luôn cập nhật những thông tin khoa học liên quan đến sức khỏe, về vaccine, dịch bệnh. Chúng tôi luôn sẵn sàng về phòng bệnh và tiếp nhận điều trị bệnh cho người dân. Đối với chúng tôi, chất lượng điều trị cho người bệnh là quan trọng nhất. Cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, thì những năm gần đây cũng có nhiều bệnh viện mới xuất hiện và thu hút người dân thành phố. Việc thay đổi thái độ phục vụ của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế tư nhân được coi là điểm quan trọng mà người bệnh và người nhà người bệnh quan tâm nhất. Mục tiêu chăm sóc của các bệnh viện tư đều hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Đặc biệt, gần đây, các bệnh viện tư cũng đã tiếp nhận khám chữa bệnh cho người dân bằng thẻ bảo hiểm y tế. Đây là một trong những tiện ích giúp người dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt nhất, hiện đại nhất khi các bệnh viện công đều đang quá tải. Bệnh viện cũng đã có những cái bước tiến trong cái vấn đề chăm sóc người bệnh đáng kể. Bệnh viện cũng tham gia với hệ thống 115 của Sở Y tế để góp phần nâng cao cấp cứu, chất lượng cấp cứu của người bệnh và cứu sống người bệnh kịp thời. Nếu trước đây các bệnh viện tư chỉ chăm lo đến việc khám và điều trị, thì nay khối này đã tham gia hoạt động xã hội rất mạnh mẽ. Đặc biệt trong đợt cao điểm dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, các bệnh viện như FV, Quốc tế City, Đa khoa Nam Sài Gòn, Quốc tế Hoàng Mỹ đã tham gia tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ những ngày đầu khởi phát dịch. Từ việc thiết lập thần tốc các hệ thống phòng điều trị, mua sắm thêm trang thiết bị, hệ thống oxy lỏng, hệ thống hầm lạnh chứa vaccine cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19, cho đến nay, các bệnh viện này vẫn tiếp tục sử dụng phương án tách đôi bệnh viện để vừa khám và điều trị sức khỏe cho người dân thành phố, vừa chăm sóc tích cực cho người dân mắc COVID-19. Đặc biệt là cái cách chăm sóc toàn diện của bệnh viện, không những cái việc mà điều trị cái bệnh của họ mà còn hỗ trợ cái tâm lý, tinh thần của họ nữa. Phối hợp cả điều trị bằng thuốc, bằng tâm lý, vật lý trị liệu, cũng như là các hỗ trợ về tâm lý cho người bệnh để người bệnh mau hồi phục. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian ngắn đã có được những bước tiến mạnh mẽ trong công tác chăm sóc người dân. Trong đó, khối y tế tư nhân đóng vai trò quan trọng. Các bệnh viện tư nhân đã nâng cao hơn về nghiệp vụ, thái độ chăm sóc phục vụ người bệnh và càng được củng cố hơn trước việc cải tiến chất lượng, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và quản trị bệnh viện. Nhà máy thép Tung Hồ sử dụng phế liệu sản xuất thép, hoàn toàn không khai thác quặng sắt từ thiên nhiên, không phá hoại môi trường, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, giảm thải CO2. Thép Tung Hồ đến từ Đài Loan, bảo vệ bạn và bảo vệ môi trường. Cột Thoái Vương hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa đốt sống. Cột Thoái Vương hỗ trợ giảm đau lưng và thoát vị đĩa đệm cho cột sống khỏe mạnh hơn. Cột Thoái Vương giúp cột sống khỏe mạnh hơn. Natto Spend phát tan cục máu đông. Natto Spend hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não, đột quỵ và suy chứng. Natto Spend món quà cho người tai biến mạch máu não, đột quỵ do tắc mạch. Tiêu Khiết Thanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giúp giảm các triệu chứng viêm thanh quản, mất tiếng, khàn tiếng, để giọng nói trong sáng hơn nhờ có Tiêu Khiết Thanh. Tiêu Khiết Thanh giúp giọng nói trong sáng hơn. Bobby, wow, Bobby mới cách mạng trong ngành tả, công nghệ đột phá tạo nên lõi nén thần kỳ chỉ 3mm, mềm mỏng không cữ mà thấm vượt trội, thông thoáng gấp 2 lần. Siêu khó thang bé cười giang tay Bobby.
trà đào, được ủ từ lá trà 100% tự nhiên, thơm mát vị đào ngọt thanh. Uống C2 đào, thành đào hoa thứ thiệt. Có C2, sao phải gắt? Viêm khớp, thoái hóa khớp, gầy cứng khớp, đau nhức khớp gối, vai gáy, lưng, cột sống, tay chân. Nguyên nhân do lão hóa và cơ thể tự viêm. Sex mới từ Mỹ giúp giảm đau, tái tạo xương khớp nhờ bảo vệ màng hoạt dịch, tăng độ bền và dẻo dai cho khớp, làm chậm thoái hóa và bảo vệ xương khớp chắc khỏe, giúp bạn vận động linh hoạt, tự chủ cuộc sống. Sex thế hệ mới giúp giảm đau, tái tạo xương khớp, bảo vệ xương khớp chắc khỏe. Sex thế hệ mới, công thức đột phá đã tốt nay còn tốt hơn, chai lớn 60 viên tiết kiệm ngay 70.000 đồng. Trong phần tiếp theo của chương trình, người phụ nữ thoát thân nhờ phản xạ nhanh. Cây cà chua bi khủng cho ra gần 840 quả. Mỹ Tâm hứa hẹn điều đặc biệt cho MySo 1981. Ăn nhậu say xỉn, một thanh niên gây rối đập ly bia vào mặt một người bạn cùng bàn. Sự cố được camera an ninh ghi lại và chia sẻ khiến cho nhiều người phẫn nộ. Không rõ mâu thuẫn cụ thể của họ là gì, song bầu không khí đang vui vẻ của cả nhóm đã bị phá hỏng. Camera an ninh trong một quán ăn đã ghi lại. Thời điểm đó, nhóm nam nữ thanh niên ngồi cùng bàn đang vui vẻ ăn nhậu. Một thanh niên trong nhóm đứng dậy, hào hứng cầm ly bia uống cạn. Uống xong, anh ta liền đập thẳng ly bia vào mặt thanh niên ngồi đối diện, khiến đối phương choáng váng. Không dừng lại, anh ta còn tiếp tục chửi bới, rồi lao về phía người bạn kia, quyết ăn thua tới cùng. Thế vậy, nhóm bạn lao ra can ngăn, cả quán rơi vào tình cảnh náo loạn. Còn sau đây là một màn bắt trộm có phần hài hước xảy ra ở khu vực quảng trường thành phố Bắc Giang, được chia sẻ lên mạng xã hội khiến cho nhiều người xem có phần thích thú. Bởi không phải là anh chủ nhà mà là người vợ của anh này khá quyết liệt trong việc bắt trộm. Mời quý vị cùng theo dõi. Khi bị chủ nhà phát hiện, tên trộm nhảy lên xe của đồng bọn để tẩu thoát, nhưng lại nhảy hụt. Đáng lẽ người chủ nhà có thể bắt được tên trộm này, nhưng anh đã quyết định tha cho hắn. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với hành động của chồng, người vợ ra sức truy đuổi, quyết không tha cho tên trộm. Trên tay còn cầm sẵn chiếc mũ bảo hiểm để ra đòn bất cứ lúc nào. Thấy vợ quyết chiến, người chồng định chạy theo ngăn cản, nhưng cuối cùng tên trộm đã chạy thoát. Nối tiếp chương trình hôm nay là một đoạn clip trích từ camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại một vụ tai nạn. Trong vụ việc này, một chiếc xe container lao và lật nghiêng san bằng tất cả mọi thứ, nhưng may mắn một người phụ nữ đã thoát nạn trong gang tấc. Theo clip, tại một hàng quán ven đường, người phụ nữ áo tím đang sửa soạn đồ để chuẩn bị lên chiếc xe ba gác tự chế rời đi. Sau khi ngồi lên yên xe chuẩn bị nổ máy, chị đã bất ngờ phát hiện ra nguy hiểm ập tới, nên nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. Một giây sau đó, từ phía ngoài đường, một chiếc xe container sầm sập lao tới, san phẳng tất cả mọi vật cản rồi lật đổ. Chiếc xe ba gác cũng như hàng quán ven đường đã bị hất tung sau va chạm với xe container. Cuối năm là thời điểm mà trên các tuyến đường, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều người chở đồ cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông cho bản thân mình và những người khác. Và tình huống sau đây là một ví dụ, mời quý vị cùng theo dõi. Theo đoạn clip được camera hành trình của một xe ô tô đi phía sau ghi lại, trên một con phố nhiều phương tiện qua lại, một người đàn ông điều khiển xe máy đi từ đường nhánh, chở theo cành đào có kích thước lớn đi ra. Khi vừa nhập vào làn đường lớn, thì không rõ vì lý do gì mà người đàn ông này đã mất lái, loạn choạng lao xe ra đường, hút vào xe máy phía trước. Hai người đi xe máy bị đâm bất ngờ đang ngã ra đường, trượt dài theo xe về bên trái, ngay trước đầu của xe có camera hành trình. Thật may, tất cả các phương tiện đều làm chủ được tốc độ, nên cả ba người trên hai xe máy chỉ bị xây xát nhẹ. Chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình do đánh lái gấp, tránh đâm vào hai người ngã ra đường, nên bị va vào giải phân cách, dẫn tới hư hỏng nhẹ phần đầu xe. Món gì cũng xứng đôi, như mai vàng xứng đôi đào tươi, như câu đối xứng đôi ý đẹp. Vậy còn lẩu Tết xứng đôi với gì tụi con? Dạ, lẩu Tết xứng đôi với Omachi Tết bố mẹ ạ. Vì mì dinh dưỡng khoai tây Omachi rất ngon mà không sợ nóng, mát lành cho cơ thể, tràn đầy sức khỏe trong ngày Tết, tràn đầy sức khỏe cho cả năm.
Omachi rất ngon mà không sợ nóng. Xứng đôi lẩu Tết phải là Omachi Tết. Vào bữa sáng của Bạch Tuyết và bầy chú lùn. Sáng nay cả nhà ăn gì nào? Phở bò, cháo sương. Ôi, 7 người 7 món ư? Đã có 7 món ăn sáng Kim Su. Miến, cháo, phở. Wow, thịt tươi nguyên miếng. Sườn nguyên miếng, đồ tươi ngon. Nó căng luôn. Bữa sáng Kim Su no nè. Đào được cả xe đầy châu báu. Ôi, hoàng tử Jinsu. Nàng đồng ý ăn sáng cùng ta suốt cuộc đời này nhé. Các bạn nhỏ, nhớ dùng bữa sáng Jinsu trước khi đến trường nhé. Jinsu Foods. Camry, hoàn toàn mới, xứng tầm doanh nhân. Tôi bị tiểu đêm nhiều, tiểu lại khó nữa. Đi siêu âm thì bị phì đại tiền liệt tuyến không ạ? Thế thì ông phải dùng Vương Bảo ngay. Vương Bảo có tác dụng hỗ trợ giảm phì đại tiền liệt tuyến, từ đó hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu rác, tiểu nhiều lần. Vương Bảo chuẩn đấy, tiểu đêm và phì đại tiền liệt tuyến của tôi ngon lành rồi. Làm sao tạo nên điều tuyệt vời khi mình còn chưa tự tin với mái tóc gãy rụng này? Pantene với công thức Pro Vitamin ngăn rụng tóc chỉ trong 14 ngày. Tóc chắc khỏe, tỏa sáng đầy thần thái với Pantene. Cùng xem Castrol Power One Ultimate có vượt qua bài kiểm tra khó nhằn từ thực tế, thử thách khả năng vận hành, mức chịu nhiệt cân cả nắng nóng, cùng nhiều thử thách khác. Castrol Power One Ultimate, hiệu suất cực đỉnh, trải nghiệm cực chất. Khi quá nhiều việc làm bạn đau đầu, cần giảm đau nhanh chóng. Khi có Alasan với Ibuprofen và Paracetamol giảm các cơn đau cơ xương từ nhẹ đến trung bình, đau đầu, đau cổ, đau lưng, đau vai. Trong chỉ định quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc, bệnh nhân thiếu máu, suy gan, thận và tim nặng, thiếu hụt G6BD, lót dạ dày 3 tháng cuối thai kỳ. Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú, bệnh tim mạch và mạch máu não, hen phế quản. Đọc kỹ những sử dụng trước khi dùng. Alasan giảm đau hiệu quả. Đến rồi Shopee. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với anh Dola Smith, 43 tuổi, người Anh, là người làm vườn may mắn khi thu hoạch được số quả cà chua bi lớn nhất từ trước đến nay từ một gốc cây ban đầu. Anh ấy đã làm điều đó như thế nào? Mời quý vị hãy cùng khám phá ngay sau đây nhé. Anh Douglas Smith đã gieo hạt vào tháng 3 của năm 2021 và đến khi vào mùa thu hoạch, tổng số quả anh có được từ một gốc cây cà chua là 839 quả. Thành tích của Douglas Smith gấp đôi số lượng quả cà chua mà người đàn ông đến từ Shropshire có tên là Graham Trenter lập kỷ lục Guinness Thế giới vào năm 2010. Chia sẻ về mẹo trồng cây của mình, Douglas Smith cho biết, để thu được kết quả tốt, bạn phải đảm bảo chuẩn bị môi trường tốt đầy đủ nhất. Tôi thường gửi mẫu đất của mình đến các phòng thí nghiệm để họ kiểm tra chất lượng. Bạn phải học rất nhiều thứ khác nhau. Tôi đã dành cả mùa đông để nghiền ngẫm các bài báo khoa học và nghiên cứu kinh nghiệm từ nhiều người. Thưa quý vị, rất nhiều con chó và mèo lập kỷ lục thế giới Guinness nhờ đặc điểm cơ thể bẩm sinh hoặc do chăm chỉ luyện tập. Tuy nhiên, trường hợp của chú mèo Nhật Bản ngay sau đây thì lại khác biệt, nổi tiếng nhờ mạng xã hội. Chú mèo có tên là Motimaru thuộc giống mèo tai cụp của Scotland đang sinh sống cùng chủ nhân ở Tokyo, Nhật Bản. Motimaru gây bất ngờ khi trở thành con mèo được xem nhiều nhất trên mạng xã hội YouTube. Những video về Motimaru chủ yếu quay lại hoạt động vui vẻ trong ngày của Motimaru trong gia đình chủ, đôi khi là tình huống mà chủ nhân tạo ra, ví dụ như khi Motimaru gặp người lạ, bắt cóc đi chơi ngoài trời. Với thành tích nổi bật, kênh của Motimaru nhanh chóng đạt được nút bạc rồi nút vàng của YouTube. Gần đây nhất thì Motimaru được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh trở thành con mèo được xem nhiều nhất trên YouTube. Kỷ lục xác nhận tổng video của mèo Motimaru nhận được hơn 619 triệu lượt xem. Và đây là Lu, chú chó 3 tuổi, đã chính thức ghi tên vào sách kỷ lục vì có đôi tai dài nhất thế giới, 34cm, con chó săn lông đen và rám nắng của một người phụ nữ Mỹ đến từ Oregon.
Cô chủ Paige Onsen khẳng định đôi tai quá dài của Lu chưa dẫn đến bất kỳ biến chứng y khoa nào. Với đặc điểm khác biệt thì chú chó Lu trở thành tâm điểm chú ý ở một số cuộc thi, cuộc biểu diễn chó. Kể từ khi được trao chứng nhận kỷ lục Guinness Thế giới, tiếng vang của Lu càng đi xa hơn trong giới những người yêu động vật. Sau khi công bố, đêm nhạc trực tuyến của Mỹ Tâm mang tên My Song 1981 đã nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Và mới đây thì Họa Mi Tóc Nâu đã có những chia sẻ về dự án đặc biệt này. Mỹ Tâm cho biết rằng dù lần đầu thực hiện show diễn với hình thức trực tuyến nhưng My Song 1981 đã nhận được sự ủng hộ lớn của công chúng. Ngay trong 30 phút đầu mở bán, hệ thống online và ứng dụng xem show đã bị quá tải. Bởi lần này show chỉ giới hạn số lượng khán giả là 3.000 người nhằm đảm bảo mang đến một đêm nhạc trọn vẹn nhất. Sau cái buổi tập của Tâm với anh Trí và mọi người thì phải nói rằng là Tâm vô cùng cảm thấy là hạnh phúc với những cái bài hát mà mình sẽ được hát trong cái đêm ngày 7 tháng 1 này, bởi vì nó thủ thỉ mà giống như hồi xưa, giờ Tâm chưa có làm như vậy bao giờ. My Show 1981 sẽ gồm 6 đêm nhạc, nơi khán giả không chỉ được thưởng thức những bản hit đình đám của nhiều nhạc sĩ hàng đầu qua giọng hát của Mỹ Tâm, mà còn được nghe những câu chuyện ngẫu hứng của cô và nhạc sĩ khách mời. Với dòng nhạc chính là acoustic và lo-fi chill, đêm nhạc đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 1 tới. Mới đây, rapper You Know Big Boy đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc năm mới bằng MV có tựa đề Night Flight. Đây là ca khúc nằm trong album đầu tiên của You Know Big Boy từ khi anh được khán giả biết đến từ Rap Việt mùa 1. Cảm hứng cho album lần này của You Know Big Boy bắt nguồn từ tình yêu của anh dành cho gia đình và bạn bè. Trong đó, nam rapper đem đến một chuỗi âm nhạc với nhiều màu sắc đa dạng, không đơn thuần là rap mà còn nhiều thể loại khác nhau được anh thể nghiệm. Với Night Fly, vừa trình làng, Juno lựa chọn những khung hình làm nổi bật lên sự hoài niệm về khoảng thời gian không lo nghĩ của tuổi trẻ, nơi anh có thể tận hưởng cuộc sống với những người bạn cùng đam mê với âm nhạc, mang đến năng lượng tích cực cho người xem. Mới đây, liên hoan kịch nói toàn quốc phía Nam đã được khai mạc tại nhà hát Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh với 20 đơn vị tham gia. Đợt này sẽ có 26 vở diễn thuộc nhiều thể loại như dân gian, lịch sử, thời sự xã hội góp mặt trong liên hoan. Trong đó có nhiều vở được chú ý như Blue Trắng của sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, nói về sự hy sinh quên mình của các y bác sĩ tuyến đầu trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng. Nhà hát kịch 5B dự thi hai vở Tình Lá Du Bông, nói về tình yêu, sự chân thành bao dung và công lý như mặt trời, nêu lên vấn nạn tham ô, trọng tiền tài, danh vọng nhưng xem nhẹ tri thức, qua đó mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa cho công chúng. Liên hoan kịch nói toàn quốc do Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa các địa phương tổ chức, diễn ra 3 năm một lần. Chương trình Chuyện trưa 12 giờ ngày 6 tháng 1 đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị buổi chiều thứ năm thật nhiều suôn sẻ. Nhật Trường và Hoàng Ngân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai vào lúc 12 giờ trên kênh HTV7 và HTV9 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.